Ba chàng nhạc công. Ngày xưa ngày xưa, có ba chàng nhạc công. Họ cùng học một thầy. Và khi người thầy nói rằng họ đã học được tất cả những gì mà ông muốn dạy, thì ba người bạn quyết định chu du khắp thiên hạ để tìm kiếm vận may. Chúng ta phải liên kết lại với nhau mới được. Chúng ta đã cùng học, giờ chúng ta sẽ chơi nhạc cùng nhau. Đúng vậy các anh, đó là điều mà chúng ta sẽ thực hiện. Ai mà biết điều gì sẽ chờ chúng ta ở thế giới ngoài kia chứ. Vậy là ba chàng nhạc công du hành đến các vương quốc khác nhau và kiếm được kha khá để trang trải cuộc sống. Hiện giờ họ đến một ngôi làng, nơi họ đang chơi nhạc say mê trong hội chợ làng. Rồi họ ngồi trò chuyện cùng dân làng và kể lại những câu chuyện trên đường du ngoạn. Dân làng cũng kể cho họ nghe một câu chuyện kỳ lạ. Trong cánh rừng không có xa lắm, có cả một tòa lâu đài. Họ đồn rằng tòa lâu đài này bị ếm bùa. Các cánh cửa tự động mở ra cho bất cứ ai bước vào, và bàn ăn luôn sắp sẵn thức ăn ngon nhất cho bất cứ ai muốn ăn. Còn có một căn phòng chất đầy châu báu cho bất kỳ ai muốn lấy đi nữa kìa. Nhưng mà người ta kể rằng có một con quỷ sống trong tòa lâu đài, và bất cứ ai bước vào đó thì không có toàn mạng để trở ra đâu. Đã có ai trong các bạn tự đến tòa lâu đài đó hay chưa hả? Tất nhiên là chưa rồi. Chúng tôi không bao giờ thử liều mạng như vậy đâu. Đêm hôm đó, khi chỉ còn lại ba chàng nhạc công trong phòng, họ đã chẳng nói về điều gì ngoài câu chuyện về tòa lâu đài bị ếm bùa cả. Tôi muốn đến xem nơi đó. Hãy thử tưởng tượng rằng tất cả những điều họ nói là thật xem. Thức ăn ngon nhất, châu báu đáng giá nhất. Thật đáng tiếc nếu đi tới tận đây rồi mà không thử vận may của chúng ta. Cho tới giờ thì cuộc đời đã đối đãi chúng ta thật tử tế. Có thể cũng sẽ như vậy khi chúng ta ở trong lâu đài đó. Vậy thì ai sẽ vào đầu tiên? Em bầu cho người trẻ nhất trong chúng ta sẽ đi tiên phong. Quả là ý kiến hay. Vậy thì đầu tiên là cậu, rồi đến tôi và anh. Mỗi người chúng ta sẽ ở lại đó trọn một ngày một đêm. Có đồng ý hay là không? Đồng ý. Vậy là vào sáng hôm sau, chàng thổi kèn chào tạm biệt các bạn và háo hức lên đường. Đến buổi chiều thì chàng tới tòa lâu đài. Tòa lâu đài nguy nga và thật tráng lệ. Ngay khi chàng chạm vào cánh cổng, nó lập tức mở ra, và các cánh cửa trong các gian phòng cũng vậy. Chàng thổi kèn khám phá các căn phòng đẹp đẽ, những khán phòng rộng lớn, cho đến khi chàng vào bếp. Dường như có người đang thái đồ ăn, nướng bánh và nấu nướng vì hương vị của các món súp, rau quả và các món tráng miệng ngon lành, khiến cho chàng thổi kèn cực kỳ muốn nếm thử chúng. Một bàn tay vô hình đưa chàng đến một phòng ăn lớn, nơi có chiếc bàn đã được dọn đầy những món ăn mà chàng thấy trong bếp. Chàng thổi kèn, ngồi xuống ăn. Nhưng ngay khi chàng định ăn, thì một người đàn ông nhỏ bé với bộ râu dài chấm đất bước vào phòng và ngồi cạnh chàng. Xin chào ngài. Đằng sau ngài đấy. Cả hai người yên lặng ngồi ăn. Đột nhiên, gã lùn làm rơi thìa. Chàng thổi kèn cúi xuống để nhặt nó lên, thì gã lùn chập lấy lưng đánh mạnh vào chàng, rồi ném chàng ra khỏi cánh cổng lâu đài. Sao người dám đến đây lấy trộm kho báu của ta hả? Với khuôn mặt bị đánh tím bầm, chàng thổi kèn đáng thương trở lại với ban nhạc của mình. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đừng đi đến lâu đài, nơi đó thật là hắc ám, đừng mà. Đêm đó. Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi muốn tự đi và tận mắt xem điều gì đang xảy ra trong tòa lâu đài đó. Tôi sẽ đi. Vậy là ngày hôm sau, chàng đánh trống lên đường tới tòa lâu đài. Cánh cổng cũng mở rộng với chàng. Chàng cũng khám phá những căn phòng và khán phòng lớn, đi vào bếp và được đưa tới phòng ăn tối. Và ngay khi chàng định ăn thì gã lùn xuất hiện.
Lặp lại những gì gã đã làm với chàng thổi kèn, gã lùng lại làm rơi thìa, và khi chàng đánh trống cúi xuống để nhặt nó, thì gã lùng tóm lấy, rồi ném chàng ra ngoài cổng. Chàng đánh trống trở lại với những người bạn của mình. Lâu đài đó thật là hắc ám, đừng có mà đến đó người anh em à. Lại là gã lùng đó, có đúng hay không? Đúng vậy, chính xác như những gì anh đã nói. Nếu vậy thì em sẽ đi xem sao. Thậm chí là sau những gì đã xảy ra với bọn anh thế này hay sao? Xin đừng lo lắng, em sẽ không để tên lùng đó đánh bại được em đâu. Vậy là sáng hôm sau, chàng kéo dĩa cầm khởi hành đến tòa lâu đài. Chàng thấy chính xác những gì có trong lâu đài và ngồi xuống ăn bữa tối. Gã lùng xuất hiện và như thường lệ, hắn đánh rơi thìa để có thể tóm lấy chàng kéo dĩa cầm khi chàng cúi xuống nhặt nó. Nhưng chàng kéo dĩa cầm đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với hắn. Ngay khi tên lùng vồ lấy mình, chàng kéo dĩa cầm né sang rồi chộp lấy tên lùng. Trong lúc giật lộn, chiếc quy chương quanh cổ tên lùng rơi vào tay chàng kéo dĩa cầm. Trong khoảnh khắc chiếc quy chương rơi vào tay mình, chàng bắt đầu cảm thấy tràn trề sức mạnh, trong khi tên lùng trở nên rất yếu ớt. Trả lại ta tấm quy chương đây. Ta sẽ không trả lại ngươi cho tới khi ngươi nói cho ta nghe mọi chuyện về tòa lâu đài này. Nếu ngươi trả lại chiếc quy chương cho ta, ta sẽ dạy ngươi tất cả quyền năng thần kỳ của ta. Và ta thì có rất là nhiều quyền năng. Vậy thì hãy dạy cho ta những phép thuật đó trước, rồi ta sẽ trả lại quy chương cho ngươi. Đồng ý chứ? Được thôi. Vậy là gã lùng đưa chàng nhạc công đến một căn hầm kỳ lạ với một hành lang dài dằng dặc như không bao giờ kết thúc. Sau đó, đột nhiên đường hành lang mở lối ra một thảo nguyên mà chàng kéo dĩa cầm chưa bao giờ thấy. Rõ ràng là tòa lâu đài không thuộc về thế giới loài người. Con sông chảy xiết đến nỗi không ai có thể bơi qua được. Nhưng tên lùng gõ chiếc đũa thần vào dòng nước thì mặt nước đột nhiên tách ra, để lộ một con đường để cả hai đi trên đó, để sang bờ bên kia. Tòa lâu đài nằm ở xa xăm, còn nguy nga hơn cả tòa lâu đài mà họ vừa mới rời khỏi. Gã lùng đưa cả hai vào trong. Mọi căn phòng của tòa lâu đài đều chất đầy châu báu quý giá nhất trần đời. Và họ đến một căn phòng tráng lệ, có một chiếc thanh nhã được nạm vàng và đá quý. Và nằm trên đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy là ai? Nàng ấy là công chúa của cung điện này. Nàng ấy đã trải qua một giấc ngủ 200 năm bởi một lời nguyền. Một lời nguyền à? Người ta kể rằng câu thần chú khiến nàng công chúa ngủ sâu, còn tất cả kẻ hầu người hạ đều biến mất, nên kẻ ếm lá bùa có thể lấy trộm châu báu ở đây. Nhưng vì lâu đài cũng đã bị im bùa, nên khi công chúa say ngủ thì tất cả châu báu vẫn kẹt lại nguyên ở trong đó, vẫn còn y nguyên. Thấy gã lùng tức giận vì của cải bị niêm phong ở đó, chàng kéo dĩa cầm nhận ra rằng chính tên lùng là kẻ đã ếm bùa lên công chúa. Vậy là chàng quyết định cứu nàng. Làm thế nào để phá vỡ câu thần chú chứ? Cái gì? Giờ thì cả hai chúng ta đều biết ai là người đã ếm bùa công chúa, đúng không nhỉ? Nếu ngươi muốn lấy lại quân chương thì hãy nói cho ta biết cách phá vỡ lời nguyền. Có một chiếc hộp ở phía dưới gối của công chúa đó, nó sẽ khiến công chúa thức tỉnh. Hãy lấy chiếc hộp và đặt nó gần đôi mắt của công chúa, rồi chạm chiếc quy chương vào chiếc hộp, nó sẽ mở ra và công chúa sẽ lập tức thức tỉnh. Rất tốt. Ta đang ở đâu đây? Nàng đang ở trong tòa lâu đài của mình, thưa công nương. Nàng đã ngủ quên suốt 200 năm rồi, thưa nàng. À, đã lâu như vậy sao? Người muốn lấy châu báu của ta?
và hắn sẽ chẳng được gì đâu. Hãy rời khỏi đây mãi mãi. Nhưng họ còn quân chương của ta đâu? Ta sẽ đưa cho ngươi khi chúng ta sang được bên kia sông. Cho tới chừng đó, để chắc chắn ngươi không bao giờ thêm mánh lới nào, ta cũng phải lấy chiếc đũa thần của ngươi. Tên lùn không có lựa chọn nào khác là phải phục tùng. Hắn đưa đũa thần cho chàng kéo dĩ cầm. Cả ba đi tới dòng sông. Chàng kéo dĩ cầm chạm chiếc đũa lên mặt sông, khiến mặt nước tách ra. Gã lùn đi theo lối mở ra và tới bờ bên kia, còn chàng kéo dĩ cầm và công chúa lại không đi theo lối đó. Khi tên lùn sang tới bên kia, chàng kéo dĩ cầm chạm vào mặt nước lần nữa, khiến dòng sông chảy xiết như xưa. Ồ, quân chương của ta, trả lại chiếc quân chương cho ta nào. Người nói dối ta hả? Nhận lấy này. Nhưng ta sẽ giữ lại cây đũa thần của ngươi, để ngươi không bao giờ quay lại được nữa. Vậy là chàng kéo dĩ cầm thông minh đã đuổi được gã lùn đi, rồi chàng quay lại bên công chúa. Thưa công chúa, thần cũng phải rời xa ngay bây giờ đây. Xin hãy lưu lại đây một vài ngày. Chàng đã cứu thiếp, vương quốc của thiếp, và đưa chúng ta thoát khỏi giấc ngủ vĩnh viễn, trở về với cuộc đời tươi đẹp. Hãy cho phép thiếp được hân hạnh mời chàng tham quan vương quốc này với tất cả niềm mến khách. Xin chàng, thiếp yêu cầu chàng đó. Vương quốc của nàng thật sự tươi đẹp và trù phú. Thần rất muốn lưu lại một thời gian. Vậy là chàng kéo chỉ cầm ở lại vương quốc của công chúa. Cuối cùng họ đã yêu nhau thấm thiết và sống bên nhau mãi mãi hạnh phúc về sau. Về phần hai người bạn của chàng, chàng nhạc công dĩ cầm đã gặp lại và đưa họ theo chàng. Họ cùng nhau chơi nhạc và khiến dân chúng trong vùng hạnh phúc. Những dân làng khác băn khoăn không biết những nhạc công đi đâu, và khi không thấy họ trở về, họ nói rằng chàng kéo dĩ cầm là người đã biến mất đầu tiên. Không biết chàng ấy đi đâu rồi ha. Chàng ta ra đi để chơi sao? Câu nói này đã trở thành một câu thành ngữ, và đến giờ nó nói về ai đó ra đi để thực hiện một nhiệm vụ nào đó mà không bao giờ quay lại nữa.